cho bạn. Đây là một số cây bonsai mini nha. Vòng đi, giờ hồi mình đi ổng có đi không? Có gì hả? Hỏi hai ông coi. Hai giờ là đang chuẩn bị xuất phát rồi. Có anh hai cũng được. Tôi nói đi một người thôi chú biết xin cây nhà chú dễ. Đi nhiều quá xin chú không cho ai nữa. Ta xuống rồi, ta đang nghĩ tụi mày dọn dẹp bớt rồi, tụi mày còn chê nữa. Thôi cái này tôi tại vì nay em đi với anh hai em. Em đi chơi mòn rồi, chú xin cây hai là cho cây, cho cây chú luôn. Yeah.